ra ra rồi. Ừ. Rồi ok. Này em không live stream mà anh em mình quay lại từ cái này, cái nội dung này nó hay. Mà nếu mà mình live stream nó bể bể, nó sống chụp chờn nó dở. Đúng rồi, em đăng lại. Dạ đúng rồi. Không đăng lên. Em quay em đăng lại cho quý bà con cô bác mình đây đi rồi. Đây quay nó quay đăng hại quay không được. Dạ đúng rồi. Đó. Cho nên là cái này là vườn của anh Bảy. Bảy Đặng ở Lạc Tánh Linh Bình Thuận. Lạc Tánh Linh Bình Thuận thì bữa nay là anh em thì không dám quay từ đầu. Nói chung thì xong rồi mình chia sẻ bà con thôi. Hôm nay là kỹ thuật của anh Bảy là đang tưới nước bón phân. Tưới nước bón phân. Đó. Thì ở đây là ban đầu là cái đám điều này là đám điều bị kháng thư là rất nặng nề, cắt ra là loại là tạo bonsai đó, bonsai mình có cái cây nào đây nè. Đó, cắt này làm tược mới nè. Thì bà con thấy đây là cái vườn mà cắt bỏ này đâm lên nè. Coi như là anh bỏ hết chành luôn rồi. Bắn nè. Đó nó tự bắn nó lại mới nha. Cắt này. Cắt làm bonsai không thành công. Bonsai. Làm bonsai không thành công. Giống cái này nè. Đây là mình bắt đầu từ một cái cây gọi là nó bonsai, tức là canh thân cành lá chả có gì. Đó, sau một năm anh chăm thì bây giờ cây đã lên lớn rồi. Lớn rồi, thì bây giờ là... 3 năm là chính xác, 3 năm. 3 năm. Ừ. 3 năm. Còn thu thì ở đây mình quay cho bà con thấy những cái xác ha. Bông trái. Hạt đó. Đó. Thì tính ra mới 3 năm là anh có thu cũng tương đối là ok. Hiện tại bây giờ đang là ngày 5 tháng 5 dương lịch rồi bà con, đúng không? Mà trái vẫn còn là chịu cành. Trái vẫn còn chịu cành đây. Năm nay nắng hạn thì mới có được cây mưa đầu tiên thôi. Mưa này bóng mực nè, không bóng mực cái này thôi chứ, chịu không nói. Đưa sát sát cho thôi. Ok luôn. Thì nói về cây này thì năm nay thì sự khác biệt so với những vườn khác là anh Bảy thử thí điểm là mình đi bón phân. Bón phân. Tưới nước bón phân. Tưới nước bón phân vào tháng mấy anh? Thời điểm là có nếu mà chính xác là tháng 2 dương lịch mà tháng giêng là âm lịch. Yeah. Tháng tháng 2 dương lịch mà tháng giêng là âm lịch. Cái lúc đó em ghé thăm vườn anh thì như anh mới tưới nước lần đầu. Lần đầu là anh bón luôn nè. Này lần đầu anh bón luôn nè, bón thử điện thử nè. Thì cái giai đoạn ra Tết á, Tết mình ghé thì mình ghé bên vườn bên kia, anh mới chạy nước vườn bên kia thôi, vườn này chưa chạy nước. Là lúc đó là nó đã ra hoa ra trái rồi. Ra thu rồi chứ. Là đang có thu. Là đã thu hoài đó vậy. Thì lúc đó ghé thăm có anh Giang đó nha. Không? Điều nằm khô cái này khô cái này. Góc nào cũng nãy. Đó, chăm nè, chứ. Rồi điều nằm đây nè. Phải rồi. Này là vụ mới rồi. Chắc điều mới khô cái này là anh biết chừng nào rồi nè. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ một ý niệm là cái lúc đó bà con nào mà xem livestream của em đó thì em có ra ngoài vườn Bảy livestream bà con cô bác mình xem là lúc đó anh Bảy tưới phân lần đầu tiên ở ngoài đám vườn bên kia tưới nước. Đó, hiện giờ nó ra trái nồi cái này nó vô phân cái tích cái phân mà đó không kìa đùm ra lội xuống rồi coi cạo quá ra cây mới ra mới cây mới ra bông mới ra cây mới ra bông mới đùm mới luôn còn những cái thu rồi không nói. Rồi đám này là bắt đầu là anh đi đi nước ha. Mình đi nước vô xong mình đi nước đại phân luôn. Nhưng mà bên đây anh vẫn đi hai cửa nước như đám bên kia chứ anh Bảy à. Nhiều em. Hai cửa nước ha. Bơm là bơm đi lúng đi không vô không nổi mà. Thì bà con thấy đây nè đất nè, đây là cảm giác là đi là lúng là mềm, đất cỏ lên gần mùa nắng mà cỏ lên anh xịt khay quang. Đó là những cái gần điều à. Anh không chịu xịt là sợ nó vô cái bông điệu nó hư á. Dạ. Rồi anh Bảy chia sẻ bà con ở đây là với cái thí điểm của anh Bảy thì anh Bảy bỏ phân gì anh Bảy ha? Ure với kali nè, phải ca thôi có gì lạ. Anh đi hai cái thôi, ure kali. Có NPK đó. Có NPK. Cộng ba cái vô. Ure, NPK, kali ba cái mỗi thứ mỗi loại. Mỗi thứ bao bao. Mỗi thứ ít. Mỗi thứ một bao. Mỗi thứ một bao giống như hết ba bao. Nói chung mỗi thứ mỗi ký á, đừng nói bao đây anh thí điểm có mấy chục ký hả? Mỗi thứ mỗi ký. Ở đây là mình thí điểm là anh đi là bữa nay thu cái này thì thu cái nào. NPK đi có loại nào anh? 16 8 20 20 15. 16 16 8 13 S. 16 16 8 13 S. 16 16 8. Ure với lại kali. Kali. Một Ure của Mỹ đạm của Mỹ. Dạ. Ký này ký kia. Ba thứ mọi thứ một tí. Anh Bảy sẽ chia sẻ cho bà con mình cùng nhau mình nắm cái ý tưởng tại sao mà anh Bảy lại chọn cái công thức đó anh Bảy. Thôi ra nghĩ sao bữa nay còn chụp cành nữa nè. Đã thu lẫn xong rồi nè, đang đậu nè. Qua bao bông cái đang đậu nè. Cành bữa nay còn sụp xuống đất luôn mà thôi. Anh Bảy có thể chia sẻ em cái lý do nguyên nhân tại sao anh Bảy lại chọn cái công thức đó.
Cái này là tại diện tích mình rất rộng rất nhiều, mình thí điểm được năm nay, thí điểm cái lô này thôi. Được thì hoàn toàn năm tới mình khai thác là mình làm hết hoàn toàn diện tích đất của mình. Cái gì mình cũng phải thử điểm mình mới biết được, chứ còn theo suy nghĩ của con người nông dân là khi mà đang cả trái cao ha thì đừng nên bón phân, đừng nên tưới nước là không đúng. Đây mình tưới nước bón phân là nó rất hiệu quả 100%. Hiện nay mà cái điều mình còn cả bông cái này, những cái cây chưa ra nó sẽ ra thêm. Nó những cái cây nách mà nó ra cái này thì thôi á. Thì mình nên làm cái này, điều này nó là thêm bao nhiêu đâu. Đầu tiên anh Bảy chia sẻ giúp em là cái giai đoạn mà anh tưới nước lúc đó là cây anh đang như thế nào. Cây anh thì lúc đó nó cũng suy sụp rồi, nó cũng vàng lá rồi, anh thấy nó hạn hán quá, là nó năm nay là nó cắt mưa sớm, cắt sớm. Là trong thời điểm là cuối tháng 9 âm lịch mình đó, là năm 2023 là ông đã dứt mưa rồi. Thì bông điều ra rất đẹp rất tươi. Xong cái tới ngày 28 âm lịch tháng 12 á, thì ông có một cây sương muối dữ quá. Anh trực tiếp là anh bơm ngày mùng 2 Tết, ngày mùng 3 Tết đó anh bơm luôn mà. Anh lấy thuốc em á. Thì anh bơm xong là thấy nó cây những cái bông nó bị càng ngày anh bơm, càng ngày bơm xong mà càng ngày anh thấy nó càng khô. Anh mới bơm nước vô. Bơm nước những cái bông khô đậu hết trơn em. Rồi cái đám này anh thí điểm anh thử phần vô cái tung đọt nó ra bông thêm nữa. Nhưng mà cái cơ bản là lý do tại sao anh Bảy lại chọn cái công thức là một đạm một kali và một ký NPK. Thì cái đó là kali mình để mình dặn lại là thằng NPK thì nói chung là nó có chất đạm nó như kali mình cộng rồi này có chất đạm cao hơn. Là cái cây mình bị suy sụp rồi, kali thì để dặn lại thôi. Là nó kết hợp hai cái đó mình trộn chung là mình gọi là phân đơn kép đó, mà giờ mình trộn là đơn, mình lấy đơn mình trộn là thành ghép lại. Dạng gì chơi mà chơi đều luôn, ký này ký kia ký nọ là chơi đều. Dạng nói chung là ảnh chọn công thức ngẫu nhiên để ảnh làm thí điểm mà. Thí điểm thôi. Làm thí điểm mà. Để anh coi nó như thế nào, kết quả như thế nào để anh áp dụng cho toàn vườn cho năm sau, chứ không phải là cái đó mình chọn một cái công thức, nói chung là nó có chuẩn bị trước đó. Rồi vậy làm gì mà hiệu quả, hôm nay nó ra kết quả gì nữa. Vậy mình chung quy lại, lúc mà anh vô nước á thì lúc đó vườn của anh nó đã qua cái giai đoạn xả nhị thụ và thụ phấn rồi. Nó có cái thì đậu, có cái thì chưa ra đọt non nữa, rồi có cái thì ra trái chín. Mà anh thấy cây nó suy sụp, cây nó vàng, không phải giống vậy đâu. Nhưng mà đầu tiên là em muốn nói là em là cái giai đoạn anh vô nước á, là tổng hết cái vườn anh là nó đã qua giai đoạn xả nhị thụ phấn phơi mộng. Chưa. Lúc nó cũng thì lát lát thôi, nó lại cái vườn anh nó cái giống AB 0508 này biết, nó không có ra một lần giống như giống gì phê phê của ông Trần Đàng Hoàng vậy đó. Nó ra quả vậy. Nhưng mà anh bạn nhớ cái lúc đó là đa số là nó như thế nào? Tiểu số là nó chính. Ra tiểu số thôi, tiểu số là một cành nó ra được dài dùm vậy đó. Rồi anh thấy cây mới xì sụp, anh thử cái đám này thử rồi. Anh cái cành yếu á. Anh mới bón phân, anh tưới nước. Tức là anh em biết không, trên cây điều người ta chăm á, người ta sẽ lựa chọn cái đa số. Vườn điều nó lọt sọt lắm, nó có tùm lum cái hết á. Nhưng mà mình sẽ chọn cái đa số nó đang là cái gì. Thì thường á là bà con người ta sẽ tư vấn với nhau, ngay cả kỹ sư cũng tư vấn. Thì giai đoạn mà đang phơi màu xả nhị á là không phun thuốc, không vô nước, không bón phân. Đó, thì mình muốn biết là cái lúc mà anh Bảy vô nước á thì lúc đó là đa số là nó nằm trong cái giai đoạn nào? Nó thụ phấn chưa hay là đã thụ phấn rồi? Giống như vậy. Đúng rồi, nó trước khi thụ phấn hay là nó đã thụ phấn rồi? Bây giờ là em là anh cũng sợ giai đoạn đó mà làm đi do bỏ phân vô là một cái đạm, chắc đạm nó tăng cao, cái ly nó tăng cao, nó là sợ tuột trái tuột bông, mà cuối cùng là anh thấy đó vô là hiệu quả 100%, không bao giờ tuột. Đừng nói là em nói là tuột không có. Dạ đúng rồi, cái đó là cái thực tế. Tại vì nguyên tắc á là trên cái cây á thì nó sẽ rơi vô trường hợp rụng á, rụng nhiều nghe, rụng sinh lý, rụng nhiều. Nhưng mà nó rụng thì đó, những sắc điều anh thu trước thì nằm cái đó, mà sau điều anh vợ còn nằm cái này đó, nó nằm là lớp cái sắc điều của anh đó. Thì một trong những nguyên nhân mà dẫn đến rụng đó là dư nước có dư đạm nha bà con, mà trong khi đó là anh đi nước vô rồi anh còn bỏ đạm vô nữa. Thấy không, bây giờ nó còn nằm có hàng này thôi mà bông cây bị si nữa. Bông nó còn ra cái này, cái này thì thu đằng sau đó xong. Nó ra quả vậy. Nhưng mà nếu mà em nhớ mà không lầm á thì cái giai đoạn mà lúc đó vườn của anh Bảy á, đa số là nó đã qua cái giai đoạn xả nhị thụ phấn rồi. Không. Nó đã xả nhị ra rồi. Anh cãi với em luôn, mà lúc anh ra, anh đã vô phân là cái này, những cái này nó chưa ra đầu non hết nè. Mà giờ nó mới cho trái mà anh vô
khoảng cỡ nếu mà nó chưa ba tháng rồi mà nếu mà chưa ra đọt non thì mình nói lứa sao, cái đó cũng lứa sao, lứa kèm bỏ phân bung lứa sao thì mình nói đa số vườn anh lúc đó là nó chưa nở bông. Em cãi cái đó giống tăng rồi, ông tăng không phải anh là bỏ phân tháng 4 mà tháng 4 này mà qua năm sau nữa nó vẫn còn nuôi được cái hạt cái chắc nhân nó no trong này no cái gì vậy, giải nghĩ giùm anh cái đi. Không phải ví dụ như em nói là nếu mà anh nói vậy thì cái lúc lứa này là nó chưa ra hoa, nó chưa ra đọt luôn á, nó chưa ra đọt đúng không? Mà những cái lứa trước á là anh đã thu sát nằm đó là không có đụng chạm hư hao một cái trái nào hết, vẫn đẹp, vẫn không bao giờ rớt trái của anh. Vậy là cái lúc đó thì cái lứa này là nó chưa ra cơi, chưa ra, đang ra cơi, có thể là chưa ra cơi nữa, đang dạng như nó u mầm thôi kiểu vậy, cho nó chưa ra cơi hết. Mà lúc anh bóng băng là những cái thằng này nè, ăn rượu nè, ăn tàn này. Thì bắt đầu nói là cái lứa trước là cái lứa đó đó, cái lứa ăn đùi rồi đã ăn cái tàn rồi đó. À lúc anh vô phân là đang cái lứa này đúng rồi, là cái lứa này là cái xác nằm dưới đó đó. Vậy đó bà con thấy là nó đã qua giai đoạn thụ phấn rồi, anh ăn lứa này cái lứa đầu tiên qua giai đoạn thụ phấn rồi, tức là trên cái điều ghép nha, thì lúc mà anh bẫy vô nước á thì lúc đó nó đã qua cái giai đoạn thụ phấn rồi của cái lứa đầu tiên, của lứa đầu tiên thì anh ăn đùi á. Anh trả lời một câu này là chính xác 100%, bà con nông dân có muốn chúng ta làm điều không có cử ghen mà lúc có thụ phấn hay không thụ phấn, nên nhớ rằng là khi mà sẽ thu á là đang nở hai thụ phấn, mà khi mà có 9:30 đổ lui đừng nên xịt nữa, là đúc nó thụ phấn nó cái hoa nó cần là tiếp xúc gì để cái nhị nó bay vô nó thụ phấn trong này nè, là giờ đó mình đừng nên xịt thuốc là nước để cho nó khô ráo rồi nó không thụ phấn được. Còn cái bóng phân không ảnh hưởng nha, bóng phân chỉ là từ cái bộ rễ nó nuôi được thằng lá nó mới nuôi được trái, nuôi được cơi. Bón phân anh vô nước, bón phân vô nước là không ảnh hưởng. Còn nói chung là chỉ có khuyến cáo 9 giờ, từ 9 giờ trở lên là đừng có xịt thuốc để cho cái bông nó khô ráo, nó thụ phấn qua gió và côn trùng. Giờ mà em đi xịt nó thì trong những cái bông này đó, những cái bông này nè. Ướt. Anh chỉ cho coi nè. Anh kéo xuống. Nói cái thằng này là đang nở hai thụ phấn phải không? Đúng mà rồi. Cái thằng này đang nở hai thụ phấn mà lúc 9:30 thì em xịt cho thằng này đang nở nè. Cái phấn đâu mà bay mà thằng này đã tụ rồi nè, thằng này anh chỉ. Đúng rồi, thằng nó đậu rồi. Dạ, thằng nó đậu rồi. Đó, nó tượng rồi nè. Dạ. Tại vì anh làm rẫy là ngày nào nó cũng ra để đi theo dõi, biết sao theo dõi là để mình học, tự mình làm, mình học cái thời của mình. Thì ở đây là theo ý tưởng của anh Bảy á, thì là cái chuyện tưới nước bón phân thì nó không có liên quan gì vấn đề ra. Nó không liên quan là không quan. Tùy theo cái điều kiện kinh tế mà mình ấy thôi. Không có liên quan cái vấn đề điều anh nằm bữa nay mà nó còn trái nằm bên này bông ra cái này là anh hiểu được, là anh hiểu được cái chuyện của anh là. Chỉ kiên cử một cái còn là mà... 9 giờ sáng trở lên là đừng xịt thuốc cái đoạn đó thôi. Theo khoa học kỹ sư đồ này anh không biết, chứ còn theo riêng nhà nông của anh kinh nghiệm là khi điều mà ở đầu là vừa ra bông rồi mà trời hạn hán lên bò tưới nước bông phân là hay nhất thì yeah. Đó là cái kinh nghiệm của anh Bảy chia sẻ với bà con mình, đó là ở đây là anh chắc ra trong đây là khoảng mấy sào anh hả? Ba sào, anh thử ba sào thôi. Đó là ba sào, là người thật việc thật luôn. Tức là anh vô nước bón phân là trong giai đoạn có hoa nở, có trái non, có trái chín luôn. Đó, nhưng mà không bị ảnh hưởng. Không ảnh hưởng gì hết. Không ảnh hưởng, rồi bắt đầu những cơi sâu. Khi mà ra thì vẫn ra hoa đậu trái bình thường, nó không bị trường hợp đi đọt nghe. Tại vì vô nước vô phân thì thường người ta cũng sợ đi đọt, nhưng mà cũng không đi đọt luôn, vẫn đậu trái tới giờ luôn. Vòng 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 anh em ta thấy không? Không phải cây nào chứ cây nào chứ không phải là một cây đó. Còn ở đây mà theo kinh nghiệm anh Bảy chia sẻ bà con á, thì cái này là hoàn toàn chính xác 100% luôn nha bà con. Tức là thường á, là cái cây thời gian nó xả nhị ra thụ phấn á, là rơi từ khoảng 8:30 cho tới khoảng 11 giờ trưa. Cho nên là sau 9 giờ thì mà... 9:30 đổ lên thôi, còn 8:30 vẫn còn xịt được. Thì bà con mình không nên phun. Không nên phun giai đoạn đó. Phun vô cái hạt lúa ăn cũng lép bị lép rồi, nó đang hả để nó cỡ 10 giờ phấn. Nó hả rộ vô là mình xịt là cái nước nó đi vô đó. Đúng rồi. Làm nó thụ phấn được. Nó làm ướt cái hạt phấn đi. Cái hạt phấn nó đâu bay đâu thấm cái bông mình này qua bông dạ. Kia đâu nó cần khô ráo để nó thụ phấn qua gió hoặc là nó bám vào chân rồi, con thuốc mình là cộng thuốc đi. Mình thuốc sâu mình cái nóng không nó dạ. cái mà mát không nó mà gặp cái nóng này vô là nó lép sạch luôn giống bông điện vậy thôi gặp cái nóng là rồi nó chết cái hạt phấn đó luôn chết hoặc là gặp những cái giống như giai đoạn đó mà phun mà kẹp chung với bám dính vô nữa là cái hạt phấn coi như là nói chung là nó nằm trên định đóng không đi đâu được luôn á. Đó thì bà con mình chỉ cần lưu ý một cái, mình vẫn phun thuốc bình thường nghe, nhưng mà mình né cái thời gian theo như anh Bảy là từ 9 giờ trở lên trở đi là mình chạm vào 3 giờ đó. Đó thì mình né ra từ mình phun thuốc làm sao trước 9 giờ là ok, tốt nhất là 8:30 mình nghĩ là được rồi. Cho nó cũng nắng rồi, vô nước cái đại phân là thoải mái, cho chắc cứu đi về mày này chơi vô nước đại phân là thoải mái thì theo điều kiện kinh tế thôi. Nó nói sao mà rửa cây đẹp đứng chỗ nó chị này rửa cây như dục mà này không đầy lên lá. Đây, sống thì ok rồi.
hạt cũng nhỏ lắm. Đó, mình quay cho bà con nha. Cành cành không à. Ở đây thì quý cô chú anh chị mình có thể mình tham khảo cái mô hình của anh Bảy. Đó là khi mà đầu tiên á, thì xin khẳng định quý bà con cô bác mình, cây điều nếu mà có nước tưới á, thì năng suất nó sẽ rất là tốt, đúng không ạ? Và nó vượt trội. Thì cái đám bên thường em hay quay cho bà con 1,5 hectare á, của anh Bảy kinh doanh á, thì năm nay tính ra thì 1,5 hectare đó, nếu trừ đi hết thì riêng cái 1,5 hectare đó thì anh được thu được mấy tấn? Không tính cái con, không tính lặt vặt, riêng 1,5 hectare đó cây kinh doanh của anh thì chắc bên đó năm nay bằng năm ngoái năm tháng 6 năm nay cho nó dao động là bên này hiện giờ anh 6 tháng 7 rồi, còn cái số nằm lại là nằm phải cả tháng rưỡi nữa, cái số này còn nằm phải tháng rưỡi hơn, tháng rưỡi hơn đó thì năm nay giờ mình dao động phải được khoảng 8 tấn luôn, lên 8 tấn là mà tính là tính vừa cây kinh doanh vừa cây tơ luôn, cây kinh doanh cây tơ luôn, cây còn mấy 3 năm hả? Còn nếu mà cây kinh doanh thì khoảng mấy tấn, nếu anh tính anh ước chừng được không? Con số ước chừng thôi thì cả 6 tấn đi, 6 tấn khoảng 6 tấn thì 1,5 hectare cho doanh thu là khoảng 6 tấn, nhưng với điều kiện có nước tưới nha. Ngày nằm thì anh nghĩ là giờ hiện giờ khoảng 5,5 tấn thì 1,5 tấn nó sẽ hết đó, 1,5 tấn nó sẽ hết, thì em đoán 1 tấn là khiêm tốn đó. Đó thì ở đây mình muốn chia sẻ bà con là bên đó là của anh Bảy là 1,5 hectare là anh đi nước 2 cử nước tưới tươi ngập hồng phân đó, còn ở đây là 1 hectare 1,3 sao hết bảy mà đây thử điểm 3 sao, còn cái lô kia còn lô kia riêng nữa kìa, lô kia riêng, còn đám này là ba lô kia mẫu nữa, đám này là 3 sao là có đi nước, có đi phân nước 2 cử nhưng mà có đi cử phân đi thì 1 đạm 1 cali 1 NPK 1 NPK công thức 16:68 cộng 13S. Nói chung 3 sao này anh đi là thử là 30 kg đó. À là mỗi lọ 10 kg đó. 10 kg. Thì ở đây là cho bà con thấy là cái năng suất là nó cũng ok và mật độ trái nói chung là anh Bảy là anh hài lòng đó. Mỗi lọ 10 kg anh bỏ gốc khoảng nhiêu anh? Ký không? Làm gì có 1 kg gốc mấy lạng chứ mà anh trồng vậy mà, anh trồng có 5 vuông mà. 5 vuông 3 sao. Anh thấy là 60 cây, 30 kg, cây nửa ký. À cây nửa ký tính độ đồng ra cây nửa ký. Gần nửa ký chưa được nữa. 4 lần mấy. Đó thì là ở cái vườn mà thí điểm mà vô nước bón phân thì anh Bảy anh rất là hài lòng. Đó và anh Bảy cũng chia sẻ bà con là mình làm thì mình nên là thử nghiệm để mình có những cái kết quả tốt nhất. Đó, còn về vấn đề mà kiên cử trong vấn đề ra hoa thì anh Bảy chỉ khuyên bà con là sau 9 giờ. Sau 9 giờ đừng xịt thuốc giai đoạn đó thôi. Không không anh. Thì anh hiểu được gì thì anh chia sẻ cái nấy thôi, cho nói hết cái ý nguyện của một người làm nông rồi đó. Chia sẻ những kinh nghiệm của mình thôi, còn ai đúng ai sai gì đó anh không có làm, anh không giấu, nói chung là không giấu giếm, mà cũng mong làm sao mà bà con làm điều mà cũng mong sao bữa nay mà quản được trái như mình. Bữa nay là ngày tháng 5 rồi, tháng 5 mà bữa nay quản trái còn xâm xê kiểu này thì thấy không, quay điều ở trên không phải mà làm cành nào cũng là cũng vẫn còn có trái chứ không phải dừng điều hỗn hợp đâu. Rồi ok. Đó, đây là mình quay cái này là một cái cách làm cũng hoàn toàn mới ha. Thường thường bà con mình làm điều rơi vô ở vùng đất là nó không có nước, cho nên bà con từ xưa giờ có cái quan niệm là sẽ không có vô nước cho cây điều lúc mà nó mang hoa. Đó. Vô phân là càng không nữa. Mà tính ra những vườn nào mà nói chung là có nước á nha, tỷ lệ hiếm đếm đầu ngón tay á, chắc 100 vườn chắc được 5 vườn á, 5%. Bữa nay mà nó còn chụp cành cái này thôi chứ gì nổi. Có không? Còn nằm chụp cành cái này nè. Dạ. Đã cho nó chụp được không? Có. Rồi ok, rồi xin phép cảm ơn quý bà con cô bác. Quý anh chị em nào mà ở Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận thì liên hệ chú Bảy Đặng. À, chú Bảy Đặng sẽ chia sẻ rất là nhiều cái kỹ thuật rất là hay. Mà chưa bằng chân mà bây giờ nó còn nè. Ủa anh. Ủa anh Bảy, cái đợt mà bị ngập nước bên đây có bị ngập không ta? Nó chứ. Ủa luôn á. À, bên đây ngập nặng hơn bên kia mà. Thì lần trước là nó bên đây nhìn sơ sát hơn bên kia mà cuối cùng nó tâm tự hả? Anh bón lại kích thích rồi ghẻ. À thì ở đây ghê tốt ghê luôn kìa. Đó thì ở khu này là cô chú anh chị em nào mà bị ngập lụt á, có thằng em trai nào mà thấy nó không chăm nè, nó thấy vợ nó vàng cái đó kìa. À. Nó cái vườn nó không chăm, nó quẳng bao phần mà nó không bơm nước á. Nó chăm mà nhưng công trình thuốc của bên công ty lúc đi luôn rồi mà nó làm không giống anh đâu. Nó làm sao giống anh nổi mà. Trái rất ok bà con. Ừ. Cái này trái còn cái này được không? Rồi ok quý bà con cô bác ha. Đó thế này là chia sẻ người thật vì thật, một trái tim của một người làm nông chia sẻ để bà con với nhau cùng nhau làm. Ừ. Đó.
Trời ơi, bữa nay mà còn nằm cái này thôi, chị mày nói. Hả? Yeah. Bữa nay vậy nè, nằm không nè, thấy không? Chùm nào chùm nấy. Mày bán mẹ mày chùm mày tốt. À, em thấy rồi, nãy em quay rồi. Ừ. Ok bà con ha. Đây nằm đi mà. Đây nằm đi. Rồi, cái này đậu mùa chứ phải có mùa đó. Dạ. Rồi ok bà con ha, đây là vườn của chú Bảy Đặng ở Lạc Tánh, Tĩnh Linh, Bình Thuận. Bữa nay là ngày 5 tháng 5 luôn nha. 5 tháng 5 năm 2024. Mà đặc biệt anh nó xin phép nó cậu là cái vườn điều anh thu đầu tiên đây luôn. À. 14 ngày anh có ghi sổ là ngày 14 tháng Giêng âm lịch là anh đã bán được 70 kg rồi. À. Là đầu anh dùng là đầu anh thu máy tới giờ luôn. 14 tháng Giêng là mới vừa ra Tết mà. Ừ. Mới vừa ra Tết thu luôn. Tức là người thu đúng sớm nhất cũng là người thu cuối cùng. đi trước mà về sau đó. Đó, hôm qua nó chim em coi nè, em tin phải không? Vợ nó ra cái này thì nó chim chứ còn để gì làm gì nữa. Ừ. Nó ra cái này thôi. Đó. Cái này là tược mới ra không mà nè. Hôm qua anh lại chim em nghĩ là chắc cái điều đâu năm nào để lại chim lại đúng không? À. Mà em ngó coi. Đã live stream mà làm sao năm nào để được live stream nó đang trực tiếp. Live stream trực tiếp mà còn rồi. Chứ đâu phải video đâu mà quay năm rồi xong năm nay mới đăng. Thấy không? Anh Giang ơi, lên đây chụp hình với anh Bảy tí ví anh Giang ơi. Anh Giang nói tới chiều anh Giang chạy qua mà, biết có qua không đây? Giang, sao chịu nổi cái điều của anh Bảy mà. Ừ. Gặp anh chụp điều anh Bảy dở rồi chết. Anh Giang thua, anh Giang nó bên anh Giang không có nước, anh Giang thua. Sớm anh Giang nói chiều anh Giang chạy qua, biết có qua được không đây? Này giống mới không? Giống dạ. Mới đầu mùa. Dạ. Anh Giang gần đây không ta? Cách dạ, đây khoảng tầm 7-8 cây gì đó. Gần mà, chạy vòng ở đây. Gần. Ừ. Rồi ok, xin chào quý bà con cô bác. Nha. Hẹn gặp bà con vào một video tiếp theo. Này quá tuyệt vời đây.